Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky Và ngày hôm nay là ngày số 2 trong series 10 ngày yoga dành cho khớp hông Và tập ngày hôm nay mình chúng ta sẽ tập trung vào việc mở khớp hông ngang Làm dẻo khớp hông ngang của mình Và động tác chủ đạo hôm nay của mình sẽ là động tác soạt ngang Rồi khi nào các bạn sẵn sàng chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé Bạn đứng về giữa thảm Hai tay của mình xuôi theo thân Có thể xoay vai của mình về phía sau, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình nơi nhẹ nhàng nhắm mắt, tâm trí hướng về với hơi thở, hít vào sâu bằng cả hai cánh mũi và thở ra chậm rãi bằng cánh mũi. khi hít vào sâu hãy cảm nhận làn hơi mát rượi đang len lỏi vào trong hai cánh mũi và khi thở ra chậm cảm nhận một làn hơi nóng ấm đi ra từ hai cánh mũi. tương tự hít vào bụng phình ra Thở ra, bụng xẹp xuống Hít vào thật sâu Thở ra, chậm rãi Thở ra, gấp đôi, hít vào Rồi, lần nữa hít vào Thở ra. Này. nhẹ nhàng từ từ bạn mở mắt của mình ra hít vòng hơi thật sâu hai tay của mình vươn lên khỏi đầu đang sang các ngón tay cho lòng bàn tay của mình hướng lên trần nhà này căng hai khuỷu tay của mình hết mức có thể. Chân của mình nếu được, mình đứng sát chân của mình vào với nhau. Lúc này bạn sẽ cảm nhận hai tay của mình áp sát vào bàn tay. Vừa căng vừa duỗi phần lường của mình. Thóc chặt cơ bụng của mình hết mức có thể. Cảm nhận sức căng của hai cơ lường. này hít vòng hơi thật sâu. Thở ra thật chậm rãi. Bạn nghiêng lường hết mức có thể về phía bên trái. Cảm nhận lường phải của mình đang được kích hoạt. Liên tục mở ngực, mở vai, mắt nhìn lên. Hít thở một Hít, nếu được vẫn giữ khuỷu tay của mình căng luôn ha. 3 4 9 5 hít vào về chính diện, thở ra bằng đổi bên nghiêng lường hết mức có thể về phía bên phải. Cảm nhận cơ lườn bên trái của mình đang được kết hoạt, mắt nhìn lên, hít sâu và thở chậm. 1 2 3 4 5 nằm hít vào một hơi thật sâu sau đó thở ra hai tay của mình xuôi theo thân à, từ vị trí này bạn bước mạnh hai chân của mình sang ngang quan sát cho hai chân của mình trên một đường thẳng là đúng ha ngón chân trên một đường thẳng và gót chân của mình trên một đường thẳng rồi ta về tư thế nữ thần bằng cách bạn gập đầu gối đẩy hết mông của mình về phía sau siết chặt cơ mông của mình hết mức có thể hít vào hai tay của mình vươn lên khỏi đầu căng lường luôn rồi căng hai khuỷu tay sau đó thở ra bạn gập khuỷu tay mở cho khuỷu tay của mình ngang vai rồi giữ tư thế này liên tục bạn nhấn hông của mình lên xuống Hít sâu và thở chậm, cảm nhận cơ hồng của mình đang được kích hoạt giữ liên tục. 2, 3, cố gắng nhấn sâu hơn nữa nếu được, 4, nắm mở ngực, mở vai, xoay vai của mình về phía sau luôn, 6, 7, xích chặt cơ bụng của mình lại với bạn, 8, 9, 10. Rồi nhẹ nhàng hít vào nâng hông giữ căng gối thở ra hai tay của mình chắp ngang ngực tiếp tục gập gối đẩy hông của mình về phía sau lúc này bạn di chuyển hông của mình trái phải này. tiếp tục mình cảm nhận cơ gối cơ hông cơ đùi của mình đang được kích hoạt liên tục di chuyển hông trái phải một hai ba bốn tách mạnh gối sang ngang luôn năm sáu bảy 8 9 rồi 10, tốt lắm mọi người, hít vào, hai tay của mình vươn lên, căng lường luôn. Sau đó thở ra, từ vị trí này bạn xoay góc chân phải của mình, một góc 90 độ. Tay của mình ngang vai, rồi mở ngực, mở vai, cảm nhận phần vai của mình đang được kích hoạt hết mức có thể. Hít vòng hơi thật sâu, nghiêng lường hết mức có thể về phía bên phải. Sau đó thở ra bằng hạ tay phải, nâng tay trái của mình lên, tư thế tam giác cân mắt nhìn lên trần nhà. Hít thở, giữ một. Cố gắng siết chặt hai cơ đùi của mình lại. Đùi phải bạn xoắn ra bên ngoài và đùi trái của bạn xoắn vào bên trong. 3 4 Nâng năm nhẹ nhàng từ từ hạ tay trái, hơi xoay vai của mình về phía bên phải. Sau đó, nâng gót chân trái và hạ gối trái của mình chạm thảm hít vào hai tay của mình vươn lên khỏi đầu này căng lường luôn ha, tư thế mở ngực ngồi mở ngực mở vai mắt nhìn lên giữ tiếp một hai ba bốn này, năm thở ra hai tay của mình xuôi theo thân rồi ở vị trí này lựa chọn số một bạn cứ giữ gối trái của mình chạm thảm lựa chọn số hai nếu được ha, ấn mũi chân trái sau đó nhấc gót nhấc cái gối trái của mình lên bắt đầu hít vòng hơi thật sâu hai tay của mình vươn lên khỏi đầu nâng hông thẳng gối phải sau đó thở ra hai tay của mình xuôi theo thân bạn gặp gối phải nhấn mạnh hông của mình xuống lần hai hít vào hông lên thở ra gối gặp hạ hông ba hít vào lên thở ra hạ hồng nhấn hết mức có thể bốn hít vào lên thở ra năm hít vào lớn thở ra này lần nữa sáu hít vào lớn sau đó thở ra nè giữ cho hai gối của mình thẳng trong thời hai tay của mình vòng phía sau lưng đang xen cái ngón tay của mình về với nhau nhẹ nhàng bạn hạ chân trái của mình xuống áp mạnh lòng bàn chân của mình chạm thảm quan sát cho hai chân của mình trên một đường thẳng ha nếu mà bạn thấy căng quá thì có thể bước nhẹ chân trái của mình về phía trước nó lắng nghe cơ thể của mình bắt đầu hít vào từ từ căng hai tay của mình về phía sau Đó là nâng cầm ngã đầu của mình về phía sau Sau đó thở ra vừa trường vừa gặp người của mình về phía trước à, Liên tục trường vai của mình về phía trước nè Nâng hai tay của mình lên cho tay của mình qua khỏi đầu luôn Cầm hướng về phía ống quyển giữ một Tâm trí hướng vào điểm giữ chân mày Đồng thời mình kích hoạt luôn xa số 6 luôn Hái Hít sâu và thở chậm Ba Đúng rồi bốn, rồi năm nhẹ nhàng từ từ thoát tay, tay về phía thảm, sau đó tiếp tục hạ gối trái của mình xuống. Lúc này tay của mình tạo thành hình chiếc cúp hay chỉ có ngón tay của mình chạm thảm. Bạn duỗi mạnh chân trái của mình về phía sau, hít vòng hơi thật sâu, đẩy hông của mình về phía trước, nhấn hông. Sau đó thở ra nâng hông, đẩy hông của mình về phía sau, giữ thẳng gối phải luôn. Lần hai hít vào, nhấn hồng, mở vai, mở ngực. Thở ra, nâng hồng, thẳng gối. Hít vào lần ba, nhấn hồng. Thở ra, nâng hồng, thẳng gối. Hít vào lần bốn, nhấn hồng, nhấn nhấn hết mức có thể. Thở ra, thẳng gối. Rồi, lần cuối hít vào, nhấn mạnh hồng của mình về phía trước. Sau đó thở ra giữ chọn số 1 bạn giữ đây. Lựa chọn số 2 tay của mình đặt về gối phải. Sau đó từ từ ngã đầu ngã vai của mình về phía sau hoặc lựa chọn số 3 được nữa thì hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Rồi ngã mạnh vai về phía sau đẩy không cơ lưng luôn, mắt nhìn lên hít thở 1 2 3 4 và năm thở ra từ từ di chuyển hai tay của mình vào bên trong chân phải bạn có thể đi di chuyển nhẹ chân phải của mình sang ngang này lúc này tách mạnh gối phải của mình về phía bên phải ha, bạn nhấn hông của mình hết mức có thể bạn giữ đây hoặc là nếu được hạ hai khuỷu tay của mình xuống mình về tư thế bán con thằng lằn này đang sang các ngón tay đồng thời trường vai của mình về phía trước nâng vai mình lên liên tục liên tục mình kích hoạt phần gối phải kích hoạt phần đùi phải, kích hoạt phần hông phải bằng cách mình nhấn cái gối phải của mình lên xuống liên tục. Này cảm nhận sức căng ở cơ đùi bên phải. Cơ hông bên phải, cơ mông bên phải là đúng. Mắt nhìn về phía trước, hít thở một. Hai. Ba. Bốn và năm, tốt lắm mọi người, hít vào áp lòng bàn tay nâng vai của mình lên sau đó thở ra bằng nâng hông đồng thời rút mạnh chân phải của mình về phía sau mình tách hai gối của mình sang ngang ha cho ngón chân cái của mình chạm vào nhau luôn này sau đó thả lỏng vai mình về tư thế em bé thả lỏng điều phối lại hơi thở của mình hít vào thật sâu và thở ra chậm rãi thở ra gấp đôi hít vào tốt lắm mọi người hít vào từ từ nâng cầm nâng vai của mình lên sau đó bằng áp hai lòng bàn tay nâng vai nâng hồng mình về tư thế cái bàn ở tư thế cái bàn mình quan sát cho hai tay của mình trên một đường thẳng ha giữ cho tay cổ tay vai và khủy tay của mình trên một đường thẳng. Này, hít vào mình trũng vùng lưng tư thế con bò sau đó thở ra mình gù lưng siết chặt cơ bụng của mình lại, tư thế con mèo chưa cầm hướng vào phần ức luôn. Lần hai hít vào, trũng lưng, mở ngực mở vai. Thở ra bằng gù lưng siết chặt cơ bụng của mình lại. Ba hít vào thật sâu, trũng lưng. Thở gù lưng siết bụng. Hai tương tự bốn hít vào, trũng lưng. Thở ra gù lưng siết bụng lại lần cuối hàng năm hít vào mình trũng lưng mở ngực mở phai và thật ra gù lưng siết chặt cơ bụng của mình lại mắt hướng về lỗ rốn giữ ở tư thế con mèo đồng thời bằng ấn mũi chân nâng hông đẩy vai về phía sau mình về tư thế chó cúi mặt luôn này thả lỏng phần vai của mình hết mức có thể cho vai tách ra khỏi mang tái Cố gắng đẩy căng hai gối về phía sau giữ cho chân của mình thật thẳng. Nếu được bằng hạ gót chân của mình chạm thảm luôn nhưng lưu ý lắng nghe cơ thể nha này hít sâu và thở chậm hít vào hơi thật sâu bằng đánh chân phải của mình lên cao sau đó thở ra bước mạnh chân phải của mình về phía trước đặt giữa hai lòng bàn tay di chuyển tay phải về bên trong này, nhẹ nhàng bạn đi hai tay của mình về giữa hai chân đồng thời xoay gót chân phải của mình cho mũi chân của mình hướng về phía trước quan sát hai chân của mình trên một đường thẳng là đúng rồi mũi chân của mình trên một đường thẳng này, gót chân của mình trên một đường thẳng. Lúc này hít vào, giữ căng hai quỷ tay, bạn trường mạnh vai của mình về phía trước. Giữ cho lưng của mình thật thẳng, nâng cầm mắt nhìn về phía trước, thấp chặt cơ bụng của mình lại. Sau đó thở ra thật chậm rãi, thật chậm rãi, bằng cúi gặp người của mình về phía trước. Rồi gặp sâu, gặp sâu hơn nữa. Nếu được đi bộ hai tay của mình về phía sau luôn, cho tay của mình luôn qua khỏi hông tiếp tục đi bộ về phía sau này, tiếp tục trường vai của mình xuống dưới thảm cố gắng giữ cho lưng của mình thẳng ha, hít thở giữ tiếp một hai này, ba bốn nào, năm hít vào nhẹ nhàng nâng đầu nâng vai lên gặp gối lực dùng vào hai góc chân sau đó hai tay của mình đặt trở về hông từ từ nâng đầu nâng vai của mình lên này giữ cho chân của mình thẳng hít vòng hơi thật sâu hai tay của mình vươn lên khỏi đầu sau đó thở ra bọn vòng hai tay của mình sang lưng đang sang cái ngón tay của mình về với nhau thóp chặt cơ bụng của mình lại tương tự hít vào căng khuỷu tay và thở ra một lần nữa cuối gặp người của mình về phía trước vừa trường vai về phía trước sau đó vừa gặp sau về phía trước từ khớp hông đồng thời nâng hai tay của mình lên cho tay qua khỏi đầu luôn thả lỏng phần vai thả lỏng phần thân trên hết mức có thể giữ một hai ba bốn Uhm, nằm tốt lắm mọi người hít vào từ từ nâng đầu nâng vai rồi thở ra nhẹ nhàng hai tay của mình đưa về phía trước lúc này bạn xoay gót chân trái của mình một góc 90 độ này mình về tư thế tam giác nghiêng bên trái ha. hai tay của mình sang ngàn hít vào nghiêng lường hết mức có thể về phía bên trái sau đó thở ra hạ tay trái nâng tay phải mắt nhìn lên hít thở một hai xiết chặt hai cơ đùi của mình lại đùi trái mình xoắn ra bên ngoài và đùi phải của mình xoắn vào bên trong ba bốn tốt lắm và năm nhẹ nhàng hạ tay phải của mình xuống từ từ xoay người về phía bên trái đồng thời bạn nâng gót chân phải và hạ gối phải ấn mũi chân phải của mình chạm thảm để mình giữ thăng bằng tốt hơn hít vào một hơi thật sâu hai tay của mình vươn lên khỏi đầu căng lường hết mức có thể thấp chặt cơ bụng của mình lại nếu được cho tay áp sát vào mang tay Này, liên tục vừa duỗi vừa căng Mắt nhìn lên Cảm nhận sức căng ở hai cơ lường Giữ đấy, tư thế mở ngực ngồi Hít sâu và thở chậm Hai Ba Bốn 5, năm thở ra hai tay của mình xuôi theo thân Tương tự ha, lựa chọn số 1 bằng giữ cho gối phải của mình chạm thảm Lựa chọn số 2 ấn bụi chân nhấc gối phải của mình lên này hít vào hai tay vươn lên nâng gối giữ thẳng gối thở ra gập gối hạ nhấn hoàng hồng hết mức có thể lần hai hít vào lên thở ra chậm rãi hít ba lên thở ra hít bốn lên căng luôn căng hết mức có thể siết chặt hai cơ đùi của mình lại thở ra hít năm lên thở ra lúc này giữ hai gối của mình thẳng đồng thời hai tay của mình vòng sau lưng đang sen các ngón tay. Bạn áp chân phải của mình chạm thảm. này nếu mà cần thiết thì có thể di chuyển cái chân phải của mình về phía trước để mình giữ thăng bằng tốt hơn. Hít vào từ từ ngã đầu ngã vai về phía sau thấp chặt cơ bụng. Sau đó thở ra vừa trương vừa gặp người về phía trước. Nâng hai tay cho tay qua khỏi đầu luôn cầm hướng về phía ống quyển. Hít sâu và thở chậm giữ một tư thế kim tự tháp hái ba bốn và năm nhẹ nhàng từ từ thoát tay này tay di chuyển về phía trước đồng thời hạ gối phải của mình một lần nữa lúc này mũi chân phải của mình duỗi về phía sau hít vào đẩy hông về phía trước nhấn hông thở ra nâng hông thẳng gối nếu được cúi gặp người về phía trước luôn lần hai hít vào nhấn hông mở ngực mở vai thở ra nâng hông thẳng gối ba hít vào nhấn hông thở ra nâng hông thẳng gối bốn hít vào thật sâu nhấn nhấn hông mở vai ra thở ra rồi, lần nữa ha, hít vào nhấn hồng lựa chọn số 1 mình giữ đây. Hoặc lựa chọn số 2 hai, hai tay của mình đi về phía gối đồng thời mình ngã đầu ngã vai về phía sau. Lựa chọn số 3 nếu được bạn vươn hai tay của mình qua khỏi đầu luôn, mở ngực mở vai, tiếp tục nhấn hông của mình xuống nếu được giữ 1 2 3 4 và năm thở ra nhẹ nhàng thoát tay đồng thời di chuyển tay trái của mình về bên trong này lúc này bạn có thể di chuyển cái chân trái của mình về phía bên trái thảm này liên tục đẩy hông của mình về phía trước ha này nhấn nhấn hông và mình mở gối trái của mình sang ngang giữ đây hoặc là nếu được mình hạ khuỷu tay của mình xuống đang xen các ngón tay đồng thời liên tục kích hoạt phần hông trái của mình bằng cách mình nhấn cái gối trái của mình lên xuống liên tục luôn giữ một hít sâu thở chậm mắt nhìn về phía trước hai ba nhấn hông hết mức có thể cảm nhận sức căng ở phần cơ hông bên trái nè cơ đùi bên trái bốn tốt lắm mọi người này, năm nhẹ nhàng, hít vào, từ từ, nâng vai của mình lên. Sau đó thở ra, bạn rút cái chân trái của mình về phía sau. Mình về tư thế em bé nha mọi người. Tách mạnh gối, ngón chân cái chạm vào nhau để mình giữ nguồn năng lượng bên trong. Không cho năng lượng thoát ra khỏi cơ thể. Đẩy hết hông về phía sau cho tới khi nào nếu được mà mông chạm góc chân và trán của mình chạm thảm thì càng tốt. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hướng tâm trí về phần hông của mình. Nếu mà bạn thấy căng và mỏi ở phần cơ hông thì dùng hơi thở của mình xoa so dịu cái phần căng và mỏi đó. Bằng cách mình hướng hơi thở của mình về về phần hông và phần mông. Hít sâu và thở chậm. Này, hít vào từ từ, nâng đầu, nâng vai. Sau đó thở ra nè. Bạn về tư thế chó cúi mặt, ấn mũi chân nâng hông đẩy vai của mình về phía sau, nhấn vai của mình hết mức có thể. Thả lỏng phần vai, hít vào đánh mạnh chân phải của mình lên này thở ra bằng gập gối phải chân gối của mình hướng về phía ngực trường vai của mình về phía trước siết chặt cơ bụng của mình lại lần hai hít vào đánh hông lên thở ra gối hướng ngực siết chặt cơ bụng lần ba hít vào hông lên thở ra gối hướng cằm bốn hít vào hông lên thở ra siết chặt cơ bụng của mình lại lần năm hít vào đánh hông lên lúc này là bạn gập gối này. sau đó mở mạnh hông di chuyển gối phải của mình về phía bên trái đồng thời mắt nhìn qua vai trái tư thế bán hoàng giả liên tục bạn đánh cái gối trái gối phải của mình về phía bên trái nha này cảm nhận sức căng ở phần cơ eo và cơ thắt lưng của mình giữ một hai ba 4 và năm mình về hoang dã luôn bằng cách bước mạnh chân phải của mình về phía sau ấn mũi chân này nếu được bạn đẩy hông của mình lên cao vươn tay phải của mình qua khỏi đầu tư thế hoang dã ở đây nếu mà ai thấy mỏi thì mình có thể hạ cái gối trái của mình xuống ha nhưng nếu được mình nhấc gối trái lên đồng thời kích hoạt cái phần hông của mình đẩy hông của mình lên cao hơn nữa mắt nhìn lên giữ một hai ba bốn và năm. Này thở ra, hạ tay phải của mình xuống. Nói, lúc này lúc nãy bạn di chuyển gối phải về phía trước và hạ gối phải. Lựa chọn số 1, bạn di chuyển gối phải của mình về dưới nách trái. Ha. Lựa chọn số 2, nếu được, duỗi căng chân phải và luồn mạnh chân phải của mình qua nách trái luôn. Này sau đó nhẹ nhàng hạ khớp hông của mình xuống hạ cái hông trái của mình xuống ha. Hít vào từ vị trí này nè bạn, vươn tay trái của mình qua khỏi đầu. Căng lường, rồi giữ đây. Lựa chọn số 1. Lựa chọn số 2 bạn đánh hông của mình lên cao. Rồi, lúc này siết chặt cơ bụng liên tục đẩy phần hông. Rồi, tiếp tục ngã đầu của mình về phía sau. Giữ tiếp 1, hai 3, 4, và năm tốt lắm mọi người nhẹ nhàng hạ hông hạ mông của mình xuống luôn này tiếp tục bạn tách hai chân của mình sang ngang càng rộng càng tốt nha này từ vị trí này hai tay của mình vươn lên khỏi đầu căng lường hết mức có thể sau đó thở ra bạn đặt tay phải của mình bên ngoài gối trái tay trái đặt về phía sau lưng dùng lực tay phải của mình đẩy gối trái của mình về phía bên phải sau đó vừa đẩy vừa xoắn hết phần thân trên của mình, mắt nhìn theo vai trái, giữ một, liên tục mở mạnh vai trái, hai, xoắn hết mức có thể, ba, bốn, hai năm hít vào về chính diện, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, sau đó thở ra mình đổi bên, tay trái đặt bên ngoài gối phải, tay phải đặt về phía sau lưng, này, vừa đẩy vừa xoắn liên tục, cảm nhận phần cơ sống lưng của mình đang được kích hoạt liên tục vừa đẩy vừa xoắn hít sâu và thở chậm một hai ba bốn và năm tốt lắm mọi người nhẹ nhàng mình di chuyển hai tay của mình về phía đầu thảm sau đó bạn xoay cái phần chân trái của mình ha sao cho gối trái của mình hướng về xuống dưới thảm và mũi chân trái của mình xuống về phía sau thảm nhẹ nhàng gặp gối phải và di chuyển gối phải của mình về phía trước nè. Lúc này bạn ấp cái hông trái của mình, đẩy cái hông trái của mình về phía trước sẽ cho hai hông của mình trên một đường thẳng. Ta về tư thế chim bồ câu. ở tư thế chim bồ câu, lưu ý hai hông của mình nên trầm trong một đường thẳng nha. Bạn nào mà thấy căng ở cái phần hông mông phải thì mình có thể đặt cái miếng đệm hoặc là miếng vải gì đó ở dưới mông. Mà lưu ý là mình giữ cho phần hông của mình nó một đường thẳng với nhau. Và điểm đặc biệt là bạn phải thấy cảm thấy cơ thể của mình thoải mái ở đây nếu mà bạn thấy đau hoặc là căng là cứng bạn thoát tư thế liền ha. Rồi, nhẹ nhàng di chuyển hoặc là đi bộ hai tay của mình về phía trước. Sau đó căng hai khuỷu tay. Này cho trán của mình trạm thảm luôn. Nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể và tận hưởng cơ thể của mình. Giữ một hít sâu và thở chậm hai ba bốn này năm tốt lắm mọi người hít vào từ từ nấc đầu nhân vai của mình lên sau đó mình đi bộ hai tay của mình về phía vai nhẹ nhàng nâng vai của mình lên ấn mũi chân trái nâng hông trái sau đó đặt chân phải của mình ở giữa hai lòng bàn tay tiếp theo bằng hạ gối trái của mình xuống Lúc này tay tạo thành hình chiếc cấp chỉ có ngón tay của mình chạm thảm ha. Sau đó nhẹ nhàng nè, bạn đi bộ chân phải của mình về phía trước. Di chuyển chân phải về phía trước càng xa càng tốt nhưng mà mình lắng nghe cơ thể nha mọi người. Nào, khi nào bạn thấy căng quá thì bạn giữ rồi đó. Ví dụ như bạn di chuyển gót chân của mình về tới vị trí này mà thấy căng cái phần hông quá thì bạn giữ đây thôi. Ha, ngày mai mình đi tiếp, không nôn không nóng, không vội. Và nếu được nữa thì tiếp tục trượt mạnh chân phải về phía trước và hạ hông, mình về tư thế xoạc dọc này. Rồi mình đã thực hành cái bài 1 trong cái series 10 ngày thì mình đã phần nào mình thực hiện được tư thế xoạc dọc ha. Hông của mình đã được mở tí chút rồi. Rồi, mình tiếp mình ôn lại trong cái bài 2 này luôn. rồi ở tư thế này bạn liên tục bạn nhấn cái hông trái của mình về phía bên trái ha tiếp tục mở khớp hông của mình ra và hít sâu và thở chậm một hai ba tốt lắm mọi người bốn rồi, năm nhẹ nhàng tìm cách nâng hông của mình lên đồng thời bằng rút chân trái của mình à, chân phải của mình về phía sau này áp hai tay ấn mũi chân trái rút chân phải và đẩy hông của mình lên, đồng thời nhấn phần vai về lại tư thế chó cuối mặt. này tư thế chó đi bộ nếu muốn nhưng mà người lần được mình nhấn cái gối của mình, mình thả lỏng ngón chân nè thả lỏng cổ chân, thả lỏng phần hông hết mức có thể. này hít vòng hơi thật sâu, bạn nâng chân trái của mình lên cao, sau đó thở ra gặp gối trái cho gối của mình hướng về phía ngực vai của mình hướng mà vai của mình trường qua khỏi cổ tay luôn nếu được siết chặt cơ bụng của mình lại hít vào lần hai đánh chân trái của mình lên thở ra cho gối hướng về phần ngực cầm hướng gối luôn nếu được nha lần ba hít vào đánh chân lên thở ra cho cầm hướng gối cầm chạm gối luôn siết chặt cơ bụng của mình lại lần ba hít bốn hít vào đánh chân lên thở ra cho vai vượt khủy tay luôn Đúng rồi này, lần 4 hít pháo đánh chân lên sau đó thở ra, gập gối, trường vai về phía trước, xích chặt cơ bụng của mình lại. Một lần nữa, hai hít vào, đánh chân lên mình gập gối này. Này, tách mạnh phần hông. Di chuyển gối trái về phía bên phải, đồng thời mắt nhìn qua vai phải, tư thế bán hoàng dạ. Tiếp tục mình đánh cái gối trái về phía trước. Này, cảm nhận cái cơ hông trái của mình đang được kích hoạt nha giữ tiếp một hai ba bốn và năm nếu được bạn về tư thế hoang dã luôn bằng cách bước mạnh chân trái về phía sau ấn mũi chân này ai mỏi thì có thể hạ gối phải của mình xuống nhưng nếu được giữ gối phải của mình lên đẩy hông của mình lên cao đẩy công cơ lưng vươn tay trái của mình qua khỏi đầu tư thế hoang dã giữ đây, hít thở một, hai ba, bốn và năm thở ra nhẹ nhàng hạ tay trái. đó đó bạn hạ gối trái của mình xuống. Ha. Này, này nào ổn ổn định nè lựa chọn số số tiếp tục tục di chuyển gối trái trái mình về về dưới phần nách phải lựa chọn số 2 thẳng gối trái luôn Đồng thời hạ cái hông trái của mình xuống Này Lúc này hít vòng hơi thật sâu Bạn vươn tay phải của mình qua khỏi đầu Cảm nhận sức căng ở phần cơ lưng bên phải ha Này lựa chọn số 1 mình giữ đây Hoặc lựa chọn số 2 Đẩy hông của mình lên Tương tự ngã đầu về phía sau Liên tục đánh hông của mình lên cao Hết mức có thể mắt nhìn lên Giữ 1 2 3 bốn và năm thở ra nhẹ nhàng hạ hông của mình xuống lúc nãy tách mạnh hai chân của mình sang ngang càng rộng càng tốt tùy theo độ dẻo của mỗi người này hít vòng hơi thật sâu hai tay của mình vươn lên khỏi đầu sau đó thở ra hai tay của mình đặt về hai đùi lúc này bạn xoay vai của mình về phía sau cố gắng giữ cho lưng của mình thật thẳng rồi, từ từ mình gặp người về phía trước từ khắp hông Sau đó bạn đi bộ hai tay của mình về phía ngón chân Rồi. Tay của mình nắm lấy phần ống quyển Hoặc là nếu được tay của mình đi xa hơn mình nắm lấy cổ chân Hoặc được nữa thì hai tay của mình nắm lấy hai ngón chân khải luôn Giữ cho lưng của mình thật thẳng Vừa trường vừa gặp người của mình về phía trước Nếu được cho bụng cầm của mình áp thảm mắt nhìn về phía trước Tiếp tục cảm nhận sức căng ở phần cơ đùi của mình Hít sâu và thở chậm giữ 1 2 3 4 Tốt lắm mọi người Và năm nhẹ nhàng thoát tay Đã hít vào Nâng đầu, nâng vai của mình lên Sau đó thở ra Bạn di chuyển Hai tay của mình Về phía bên trái trở về đầu thảm Này. Sau đó mình xoay chân phải của mình ha này, sao cho gối phải của mình hướng xuống dưới mũi chân phải của mình hướng ra về phía sau. Gặp gối trái. Này, mình ấp cái hông phải của mình xuống và đẩy cái hông phải của mình về phía trước. Về tư thế chim bồ câu. À. Tương tự ha, mình lắng nghe cơ thể. Quan sát cơ thể của mình. Phải chắc chắn là bạn cảm nhận cái bạn cảm nhận cơ thể của mình thật thoải mái ở vị trí này ha. Nếu không thoải mái thì mình thoát tư thế ngay. Rồi sau đó từ từ cúi lập người của mình về phía trước, này, tay của mình duỗi căng về phía trước nè, cho trán của mình chạm thảm. Tư thế chim bồ câu em bé luôn. Thả lỏng. Lắng nghe âm thanh của cơ thể. Tận hưởng cơ thể của mình. Hít sâu và thở chậm. Hai. Ba bốn năm hít vào nhẹ nhàng nâng đầu nâng vai của mình lên sau đó thở ra tay của mình đi về phía vai này nâng phần thân trên và rút chân trái của mình về phía sau bạn về tư thế em bé ở vị trí này tách gối sang ngang ngón chân cái chạm vào nhau mông chạm gót chân và trán chạm thảm điều phối lại hơi thở Hít sâu và thở chậm. Thở ra, gấp đôi, hít vào. Hít vào, nhẹ nhàng, nâng đầu, nâng vai của mình lên. Sau đó, bạn áp lòng bàn tay, giữ căng khủy tay. Mình về tư thế cái bàn. Ở tư thế cái bàn nè, tiếp tục đi bộ hai tay của mình về phía trước. Sau đó bạn hạ hai khuỷu tay của mình xuống. À, đang sang các ngón tay của mình về với nhau. Rồi trường vai của mình về phía trước càng xa càng tốt nha mọi người. Sau đó bạn đi hai gối hoặc là mình trượt hai gối của mình sang ngang. Ta về tư thế còn ếch Này, ở tư thế con ếch này liên tục mình đi bộ hoặc là mình trượt hai gối của mình sang ngang Đồng thời đẩy hông của mình về phía trước Hạ thấp phần hông của mình hết mức có thể Nếu được bạn sẽ cảm nhận phần bụng của mình chạm thảm luôn và đi hai gối của mình về phía trước rồi mình quan sát về vai bên phải nè nhìn vai bên phải thấy gối là đúng nhìn vào vai bên trái mình thấy gối trái của mình là đúng rồi và giữ đây hít thở một mở ngực mở vai hai ba bốn rồi, và năm hít vào nhẹ nhàng từ vị trí con ếch bằng duỗi căng hai chân của mình sang ngang ha. Và mình tiếp tục đi bộ ngón chân của mình về phía phải. Này nhìn qua bên phải nè, nhìn qua bên trái mình quan sát chân của mình đang đi bộ về phía phải. lại hướng về phía phải. Càng gần vai càng tốt nha mọi người. Này mình quan sát cơ thể của mình liên tục di chuyển liên tục đi bộ ngón chân cái của mình Rồi, ngón chân của mình hướng về phía vai liên tục liên tục Rồi, tới khi nào bạn thấy căng phần không và không thể đi được nữa thì mình giữ ở đây hít sâu và thở chậm một hai ba bốn Rồi, và năm nhẹ nhàng tay của mình áp về phía ngực sau đó lực dồn vào hai lòng bàn tay nè Hít vào một hơi thật sâu Bạn nâng đầu, nâng vai của mình lên Nâng hông của mình lên Sau đó thở ra di chuyển hai tay của mình hướng về phía hông Lúc nãy mình duỗi mũi chân của mình hướng lên trần nhà nha Này, được nữa thì bạn trượt hai góc chân của mình sang ngang Trượt tiếp, trượt tiếp hạ hông của mình xuống Trượt tiếp, trượt tiếp, trượt tiếp Lắng nghe cơ thể ha Bạn có thể giữ đây ngày hôm nay Và ngày hôm sau tập tiếp bài này và nếu được bằng hạ hông của mình xuống luôn mình về tư thế sọt ngang à, di chuyển hông của mình về phía trước và giữ một hít thở hai ba bốn rồi, và năm tốt lắm mọi người nhẹ nhàng nhẹ nhàng mình rút gối của mình về rồi, gặp gối áp hai lòng bàn chân của mình và với nhau sau đó hai tay của mình nắm lấy hai ngón chân mình về tư thế còn bướm bướm ha liên tục mình quạt hoặc là di chuyển gối của mình lên xuống để thả lỏng cái phần khớp hông hồi phục lại cái phần khớp hông của mình xoay vai về phía sau và giữ cho lưng của mình thật thẳng trong quá trình mình thực hiện động tác ha mắt nhìn về phía trước hít sâu và thở chậm một liên tục thả lỏng cơ hông của mình hai ba bốn này năm này nhẹ nhàng gập gối à, tiếp tục thả lỏng khớp hông mình thực hiện thêm một lần nữa động tác sọc ngang nha mọi người này rồi, bạn có thể thực hiện bất cứ vị trí nào mình muốn à, Nhưng mà mình di chuyển về phía này để mọi người quan sát à, rõ hơn này, Tương tự mình về tư thế con ếch trước ha bằng cách hạ gối nè sau đó bạn đi bộ hai tay của mình về phía trước rồi hạ hai khuỷu tay của mình chạm thảm sau đó mình tách hai gối của mình sang ngang hoặc là mình trượt hai gối gì đó rồi đẩy hết hông của mình về phía trước và hạ thấp phần hông của mình xuống hạ thấp phần hông và lúc nãy bạn mở hai chân của mình ra liên tục di chuyển ngón chân cái về phía trước rồi mình nhìn bên phải nè thấy gón chân của mình di chuyển về phía phải, phải, nhìn về phía bên trái, thấy chân của mình di chuyển về phía bên trái ha, liên tục di chuyển, liên tục di chuyển, lắng nghe cơ thể, đó, tới khi nào mình không di chuyển được nữa thì mình giữ đây, và sau đó tay của mình đặt về phía ngực, lực dùng vào hai lòng bàn tay hít vào bằng nâng hông của mình lên, ấn mạnh hai gót chân của mình chạm thảm, sau đó di chuyển hai tay của mình về phía hông giữ đấy hoặc nếu được trượt hai gót chân của mình sang ngang hạ thấp phần hông của mình xuống tư thế xoạc ngang này liên tục hít thở mở ngực mở vai được nữa thì nâng hai tay hai tay chắp mình về tư thế cầu nguyện luôn này mở ngực mở vai nha mắt nhìn về phía trước và hít thở sau một hai ba, bốn, rồi và năm thở ra nhẹ nhàng từ từ thoát thế. À, một lần nữa mình về tư thế còn bướm bướm ha, để mình hồi phục lại khớp hông của mình, thả lỏng khớp hông của mình hết mức có thể. Tay nắm ngón chân và mình liên tục quạt hai gối của mình lên xuống, thả lỏng cơ đùi, thả lỏng cơ hông thả lỏng phần mông, thả lỏng cơ đầu gối, thả lỏng toàn bộ cơ thể thả sâu và thở chậm, rồi nhẹ nhàng gặp hai gối, ép hai gối của mình hướng về phía nhau, hai tay của mình nắm lấy gối, hít vào một hơi thật sâu, bạn đẩy ngực về phía trước, này, tầng tứ nâng cầm ngã đầu về phía sau, mắt nhìn lên sẽ thở ra bằng gù lưng về phía sau hay chỉ cầm của mình hướng về phần ức mắt nhìn về phía bụng lần hai hít vào bụng hướng về phía đùi Rồi mở ngực mở vai ngã đầu về phía sau thở ra bằng gù lưng siết chặt cơ bụng của mình lại ba hít vào sáu thở ra chậm Này, bốn hít vào thở ra lần nữa ha năm hít vào và thở ra thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình duỗi hai chân của mình về phía trước sau đó lắc nhẹ cổ tay lắc nhẹ cổ chân lắc nhẹ phần hông thả lỏng toàn bộ cơ thể này bằng áp hai tay của mình về phía sau lưng mình bắt chéo hai chân của mình về với nhau cho chân phải của mình nằm trên. Gặp nhẹ hai gối ha. Sau đó mình di chuyển hai chân của mình về phía bên phải nè. Rồi bạn xoay vai của mình về phía bên trái. Mắt nhìn qua vai trái. Xoắn phần eo của mình. Giữ 1, 2, ba bốn 5. Hít vào về chính diện. Thở ra mình đổi bên chân trái nằm trên nào, sau đó di chuyển hai gối về phía bên trái, mắt nhìn qua bên phải, giữ một liên tục mở ngực, đẩy hết vai của mình về phía trước luôn, hai, ba, bốn và năm, tốt lắm mọi người, rất nhẹ nhàng từ từ thoát tay, thoát chân, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Rồi, bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tham gia lớp ngày hôm nay. Hy vọng được gặp lại mọi người ngày hôm sau. Và nếu các bạn thấy bài tập của mình hữu ích, xin hãy cho một like và một chia sẻ để kênh của mình được mở rộng hơn. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh, xin hãy đăng ký để cập nhật liên tục các bài tập mới hàng ngày. Nhé. Namaste và chúc các bạn một ngày vui.